Sóc Trăng là một trong những địa phương chủ lực xuất khẩu tôm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, với kim ngạch xuất khẩu của tỉnh chiếm trên 20% của cả nước. Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, nhưng xuất khẩu tôm của Sóc Trăng đạt được kết quả khá tốt với 925 triệu đô la Mỹ. Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn giữ được các thị trường truyền thống như Mỹ, Canada, Nhật Bản, EU và khai thác tốt các lợi thế do các hiệp định thương mại tự do mang đến. Năm vừa rồi, Sóc Trăng thả nuôi hơn 53.500 hectare tôm nước lợ, vượt gần 5% so với kế hoạch. Sản lượng tôm ước đạt trên 206.300 tấn, tăng gần 7,5% so với cùng kỳ. Tăng thu nhập trên cùng một diện tích luôn là trăn trở của nông dân đồng bằng sông Cửu Long, bởi diện tích canh tác trung bình ở khu vực này chỉ từ 0,3 đến 0,5 hectare một nông hộ. Giải pháp đưa ra là chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn. Bên dưới vườn xoài hơn chục năm tuổi, rộng 4.000 m2, nông dân Đồng Tháp thiết kế hồ nuôi cá chạch lấu, cá heo đuôi đỏ, dung tích mỗi hồ hơn 800 mét khối, làm từ bạc dày, khung sắt cùng hệ thống cung cấp oxy liên tục. Mỗi hồ chủ vườn nuôi hơn 10.000 con cá chạch lấu, riêng cá heo đuôi đỏ khoảng 100 kg cá giống. Cá heo đuôi đỏ khi nuôi kèm không tốn thêm thức ăn vì chúng ăn thức ăn thừa và rong rêu trong bể. Với 250 triệu đồng tiền vốn, sau một năm thả nuôi, nông dân xuất bán 3,5 tấn cá chạch lấu, giá 250.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, lãi khoảng 200 triệu đồng. Còn với 100 ký cá heo giống, thu 800 ký thực phẩm, giá bán 500.000 đồng mỗi ký, lãi hơn 300 triệu đồng. Không dừng lại ở nguồn thu từ cá, nông dân còn tận dụng nước thải từ hồ nuôi bơm ra vườn xoài, cung cấp nguồn đạm cho cây từ phân cá, thức ăn thừa. Việt Nam đã vượt Chile thành nước xuất khẩu rau quả lớn thứ hai sang Trung Quốc nhờ xuất khẩu rau quả tăng vọt. Số liệu từ Hải quan Trung Quốc công bố cho thấy, thị phần của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc tăng gần gấp đôi từ 8% năm 2022 lên 14% năm 2023. Việt Nam nổi lên như một hiện tượng và vượt hẳn Chile. Nguyên nhân là nhờ kim ngạch xuất khẩu sầu riêng tăng đột biến. Năm 2023, xuất khẩu rau củ quả và sản phẩm chế biến của các nước sang thị trường Trung Quốc đạt 24,4 tỷ đô la Mỹ. Hiện độ mặn tại các cửa sông ở đồng bằng sông Cửu Long đang tăng dần theo kỳ triều cường đầu tháng 2 âm lịch. Dự báo xâm nhập mặn đợt này sẽ đạt đỉnh từ hôm nay, kéo dài đến ngày 13 tháng 3. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long còn khoảng hơn 29.000 hectare lúa có nguy cơ ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn. Điều đáng nói là bất chấp khuyến cáo về hạn mặn, nông dân các tỉnh ven biển vẫn xuống giống vụ 3. Riêng tại Sóc Trăng, có khoảng 6.000 hectare đang bị ảnh hưởng. Theo dự báo, tình hình xâm nhập mặn còn diễn ra gay gắt. Vì vậy, khi được tiếp nước, bà con nông dân cần bơm trữ, sử dụng nước hết sức tiết kiệm. Đây cũng là bài học cho việc xuống giống bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng.